Khi anh đạo diễn Hoàng Nhật Nam mà nói Khánh Việt là càng ngày càng cuốn hút cái bà Minh Tuyết, bà quay qua bà làm cái mặt bà rất là không hiểu thái độ bà đó. Tại sao cái gì Phú Quốc ở đây? Bà nói trời ơi cuốn hút, người ta nói cuốn hút, bà nghe sao ra Phú Quốc. Tại anh Nam, anh hay có những cái từ mà tôi phải học hỏi. Dạ vâng. Ví dụ như là cái gì đó nhộn nhàng. Đêm nay là đêm dạ vũ, ý đồ của chương trình là lồng vào những cái điệu nhảy, những cái chất nhạc nó hơi nhộn nhàng. Nên tôi tưởng là nó có cái từ mới. Tự nhiên nó quay qua nó hỏi, ủa sao mà gương mặt tôi nó cũng càng lùi ngày dần càng một chút xíu. Tại sao gương mặt càng ngày càng Phú Quốc? Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.